Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1, bài 33, luyện tập, trang 72. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Tính. Ở bài tập 1 là những phép tính nhân với số có một chữ số. Bài tập này chúng mình làm vào vở Uli các con nhé. Phép tính thứ nhất, 33 nhân với 3. Ở đây trong sách giáo khoa đã đặt tính sẵn, bây giờ chúng mình chỉ thực hiện phép nhân. Chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 33 x 3 bằng 99. 241 x 2. Chúng mình thực hiện nhân từ phải sang trái. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 241 x 2 bằng 482. 321 x với 3. 3 x 1 bằng 3, viết 3. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 321 x 3 bằng 963. Và phép nhân cuối cùng, 101 x 7. Chúng mình nhân từ phải sang trái. 7 x 1 bằng 7, viết 7. 7 x 0 bằng 0, viết 0. 7 x 1 bằng 7, viết 7. 101 x 7 bằng 707. Bài tập 1 vừa rồi chúng mình vừa thực hiện 4 phép nhân với số có 1 chữ số. Đây là những phép nhân với số có 1 chữ số không nhớ. Bài 2, đặt tính rồi tính. Quan sát bài tập, chúng mình thấy ở đây có 4 chú chim. Mỗi chú chim ngậm một chiếc lá. Trên những chiếc lá có phép tính nhân với số có một chữ số. Bây giờ chúng mình giúp những chú chim đặt tính rồi tính kết quả của các phép nhân này các con nhé. Bài tập 2 chúng mình sẽ làm vào vở ô ly. Phép nhân thứ nhất, 443 nhân 2. Vì bài có 2 yêu cầu, yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta thực hiện yêu cầu thứ nhất là đặt tính. Chúng ta viết thừa số thứ nhất, 443. Viết dấu nhân sang bên trái giữa hai thừa số. Viết thừa số thứ hai là số 2 dưới thừa số thứ nhất. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Tiếp theo chúng ta thực hiện yêu cầu thứ hai là tính. Chúng ta thực hiện nhân từ phải sang trái. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 2 x 4 bằng 8, viết 8. 443 x 2 bằng 886. Tiếp theo phép nhân thứ hai, 121 x 4. Trước tiên chúng ta đặt tính. Viết thừa số thứ nhất, 121. Viết dấu nhân giữa hai thừa số. Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện nhân từ phải sang trái. 4 x 1 bằng 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 1 bằng 4, viết 4. 121 x 4 bằng 484. 102 x 3. Trước tiên chúng ta đặt tính. Viết 102, viết dấu nhân bên trái giữa hai thừa số. Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Nhân từ phải sang trái. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 0 bằng 0, viết 0. 3 x 1 bằng 3, viết 3.
102 nhân 3 bằng 306. Tiếp theo, phép nhân cuối cùng 110 nhân 8. Chúng ta đặt tính. Viết 110. Viết dấu nhân bên trái giữa hai thừa số. Viết thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta nhân từ phải sang trái. 8 nhân 0 bằng 0. 8 nhân 1 bằng 8. Viết 8. 8 nhân 1 bằng 8. Viết 8. 110 nhân 8 bằng 880. Như vậy, bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã đặt tính và tính được phép nhân với số có một chữ số không nhớ. Bài 3, tính nhẩm theo mẫu. Mẫu 300 nhân 2 bằng bao nhiêu? 300 nhân 2 bằng 600. Vậy 300 nhân 2 bằng 600. Dựa vào mẫu này, chúng mình thực hiện 4 phép nhân trong sách giáo khoa. Trước tiên chúng ta có phép nhân 200 nhân 4. 200 nhân 4 bằng bao nhiêu? Muốn biết 200 nhân 4 bằng bao nhiêu, chúng ta thực hiện theo mẫu. Thì 200 nhân 4 bằng bao nhiêu? 200 chúng ta viết thành gì? 200 này. 200 nhân với 4 bằng 800. Như vậy 200 nhân 4 bằng 800, chúng ta viết thành số. Đấy. Ở trên chúng ta 200 này chúng ta viết thành chữ. Đấy, chữ trăm. 200 viết bằng chữ trăm bằng 800. Sau đó chúng ta đổi 800 đó bằng số có 3 chữ số. Đấy. Như vậy 200 nhân 4 bằng 800. Tiếp tục 100 nhân 8. 100 nhân 8 bằng bao nhiêu? 100 nhân với 8 bằng bao nhiêu? Phải không? 100 chúng ta viết thành chữ. Chữ trăm này. 100 nhân 8 thì bằng 800. Như vậy 100 nhân 8 bằng 800 chúng ta viết bằng số. 100 nhân 8 bằng 800. Tiếp theo 300 nhân 3 bằng mấy? 300 nhân 3. Ta lấy 3 nhân 3 bằng 9, 900. Như vậy 3 nhân 3 bằng 300 nhân 3 bằng 900. Tiếp tục 400 nhân 2 bằng bao nhiêu? Ta lấy 4 nhân 2 bằng 8. Như vậy 400 nhân 2 bằng 800. Như vậy bài tập 3 vừa rồi chúng mình đã làm phép tính nhẩm. Đấy. Số, các số tròn trăm với số có một chữ số. Và phép nhân này là phép nhân không nhớ. Bài 4. Quãng đường vòng quanh một sân tập thể dục dài khoảng 320m. Đức đã chạy 3 vòng. Hỏi Đức đã chạy được bao nhiêu mét? Quan sát bài tập chúng mình thấy đây là quãng đường vòng quanh một sân tập thể dục. Và cái quãng đường đó dài khoảng 320m. Bạn Đức đã chạy 3 cái vòng này. Đấy, 3 cái vòng quanh một sân tập thể dục này. Bây giờ hỏi Đức đã chạy được bao nhiêu mét? Muốn biết Đức đã chạy được bao nhiêu mét, chúng mình làm tính gì nhỉ? Chúng ta thấy ở đây là gì? 320m được lấy 3 lần. Đấy không? Vì Đức chạy 3 vòng mà. Mà mỗi một vòng là khoảng 320m. Vậy thì Đức đã chạy được bao nhiêu? Ta lấy 320 nhân với 3. Và bài toán cô giáo trình bày lời giải như sau. Đức đã chạy được số mét là 320 nhân 3 bằng 960m. Đáp số 960m. Đây là phép nhân với số có một chữ số. Và phép nhân này là phép nhân không nhớ. Vừa rồi chúng mình đã làm 4 bài tập luyện tập về phép nhân với số có một chữ số không nhớ. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.